trường tiểu học dân lập quốc tế IPS và trường trung học tư thục Á Châu AHS thành phố Hồ Chí Minh đã được hội đồng các trường quốc tế CIS Vương quốc Anh công nhận là thành viên chính thức. CIS là tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, tổ chức này có 650 trường thành viên từ cấp mầm non đến trung học và 450 trường cao đẳng đại học tại hơn 100 quốc gia. Mục tiêu của CIS là hỗ trợ các trường thành viên triển khai và đạt được những tiêu chuẩn cao nhất trong giáo dục quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu này thì chúng tôi nỗ lực không ngừng từ cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, đội ngũ giáo viên về chương trình, phương pháp sẽ tạo được cái môi trường giáo dục tiên tiến. Và với cái thuận lợi khi mà gia nhập mà cái hội đồng CIS này thì chúng tôi tin tưởng rằng những cái thế hệ học sinh của trường sẽ đủ điều kiện hội nhập quốc tế theo cái yêu cầu của nhập của xã hội cũng như là cái kỳ vọng của phụ huynh. Hệ thống giáo dục quốc tế Á Châu hiện có 12 cơ sở hiện đại với hơn 12.000 học sinh, gần 3.000 giáo viên, nhân viên Việt Nam và nước ngoài. Với triết lý, tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới, hệ thống giáo dục quốc tế Á Châu đã mang đến cho học sinh một môi trường học tập đầy hứng thú, khuyến khích các em tham gia học tập với tinh thần tự giác và thoải mái, luôn tạo mọi điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, tự tin và sáng tạo để hòa nhập với nền giáo dục thế giới. Tôi nghĩ rằng là ở trường này cho phát triển một cách tự nhiên, kiểu như là năng động sáng tạo, tức là không có bao giờ gò bó, tức là phát triển theo tự các cháu phải tự nghĩ ra, tự sáng tạo ấy. Về ngoài vấn đề học hành ra, rồi thể chất, kỹ năng sống, rồi tất cả mà gọi là phát triển toàn diện ấy, thì tôi thấy con tôi rất là tự tin, năng động. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 trường được Hội đồng các trường quốc tế CIS công nhận là thành viên chính thức. Đây là một trong những thành công trên đường phát triển hội nhập giáo dục thế giới của thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp giáo dục của các trường này đều lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh tự học, tự khám phá, chủ động, độc lập tư duy và nghiên cứu, chứ không theo kiểu học vẹt. Về những cái trường này thì chúng tôi thấy rằng nó có 3 cái thuận lợi rất là cơ bản đối với giáo dục đào tạo thành phố. Thứ nhất là tăng cường thêm cái chỗ học cho con em nhân dân. Cái vấn đề thứ hai đó là đã du nhập cái phương pháp dạy học tốt với cái phương thức tổ chức hiện đại hiện nay của thế giới. Và cái thứ ba đó là tạo điều kiện để lan tỏa ở trong cái hệ thống giáo dục quốc dân về cái sự thi đua nâng cao cái chất lượng đào tạo. Hiện nay, chương trình giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh đang được đổi mới theo hướng tích hợp gọn nhẹ, thực hiện phương pháp giáo dục từ dạy học sang dạy cách học, chuyển từ dạy số đông sang dạy cá thể, giúp học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui, thắng học tập. Đây là xu hướng.